Cuốn 87 Kinh Tu Bồ Đề thưa Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát biết các pháp không có tính sở hữu, nhân bốn thiền năm thần thông được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bạch Đức Thế Tôn, hàng Bồ Tát mới học, làm sao đối với các pháp không có tính sở hữu lại thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo, do thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo ấy chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát nếu mới đầu theo Phật được nghe, hoặc theo vị Bồ Tát đã cúng dường nhiều Đức Phật được nghe, hoặc theo A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn được nghe, vì ngộ được lý không có sở hữu nên là Phật, vì ngộ được lý không có sở hữu nên là A-la-hán, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, Tu-đà-hoàn, hết thảy hiện thánh đều vì ngộ được lý không có sở hữu nên có danh xưng, hết thảy pháp hữu vì tạo tác không có tính sở hữu, cho đến không có mảy may sở hữu như mảy lông. Bồ Tát ấy nghe như vậy rồi nghĩ rằng, nếu hết thảy pháp không có tính sở hữu, vì ngộ được lý không có sở hữu nên là Phật, cho đến vì ngộ được lý không có sở hữu nên là Tu Đà Hoàn, nếu còn sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu không được hết thảy pháp thường không có tự tính, cớ sao còn không phát tâm được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, hết thảy chúng sinh hành theo tướng có, còn sẽ khiến họ an trú trong tính không có sở hữu. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát suy nghĩ như vậy rồi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì độ hết thảy chúng sinh nên Bồ Tát hành theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo, như quá khứ các Bồ Tát hành đạo được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hàng Bồ Tát mới học nên học 6 ba la mật, đó là thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Bồ Tát ấy nếu khi hành thí ba la mật, tự hành bố thí, cũng dạy người bố thí, tán thán công đức bố thí, hoan hỉ tán thán người hành bố thí, do nhân duyên bố thí ấy cho nên được tài sản giàu có. Bồ Tát ấy xa lìa san lẫn, bố thí cho chúng sinh uống ăn y phục, hương hoa anh lạc, phòng xá, đồ nằm, đèn đuốc, mọi thứ cần dùng để nuôi sống. Bồ Tát hành trì giới bố thí ấy sinh vào cõi trời cõi người, được tôn quý lớn, do trì giới bố thí ấy nên được thiền định uẩn, do bố thí trì giới thiền định ấy nên được trí tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Bồ Tát ấy nhận bố thí trì giới thiền uẩn, trí tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn nên vượt quá địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật mà vào Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi được nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, được trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng rồi chuyển pháp luân, chuyển pháp luân rồi lấy pháp ba thừa độ thoát chúng sinh. Như vậy Bồ Tát do bố thí ấy thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo đều là không thể có được. Vì sao? Vì tự tánh không có sở hữu. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm, tự hành trì giới, dạy người trì giới, tán thán công đức trì giới, hoan hỉ tán thán người trì giới, do trì giới nên sinh vào cõi trời cõi người được tốt quý lớn, thấy kẻ nghèo cùng thí cho tài vật, thấy người không trì giới dạy khiến trì giới, thấy người loạn ý dạy khiến thiền định, thấy người ngu si dạy khiến trí tuệ, thấy người không có giải thoát, không giải thoát dạy khiến giải thoát, thấy người không có giải thoát tri kiến, giải thoát tri kiến, do trì giới thiền định trí tuệ giải thoát tri kiến ấy, nên vượt quá địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật vào địa vị Bồ Tát. Vào địa vị Bồ Tát rồi được nghiêm tịnh cõi Phật, nghiêm tịnh cõi Phật rồi thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, rồi được trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng rồi chuyển pháp luân rồi lấy pháp ba thừa độ thoát chúng sinh. Như vậy Bồ Tát do trì giới ấy, thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo, các việc ấy đều không thể có được. Vì sao? Vì hết thảy pháp tự tính không có sở hữu. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi phát tâm lại đây, tự hành nhẫn ba la mật, dạy người hành nhẫn, tán thán công đức nhẫn, hoan hỷ tán thán người hành nhẫn, khi hành nhẫn ba la mật, bố thí cho chúng sinh đầy đủ mọi thứ, dạy khiến trì giới, dạy khiến thiền định cho đến giải thoát tri kiến, do nhân duyên bố thí trì giới thiền định trí tuệ ấy, nên vượt quá địa vị A-la-hán Bích Chi Phật mà vào Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi được nghiêm tịnh cõi Phật, nghiêm tịnh cõi Phật rồi thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh rồi được trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng rồi chuyển pháp luân rồi lấy pháp ba thừa độ thoát chúng sinh. Như vậy Bồ Tát do nhẫn ba la mật, thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo, các việc ấy đều không thể có được. Vì sao? Vì hết thảy pháp tự tính không có sở hữu. Lại nữa Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây, tự hành tinh tấn, dạy người hành tinh tấn, tán thán công đức hành tinh tấn, hoan hỷ tán thán người hành tinh tấn,
cho đến các việc ấy đều không thể có được vì tự tính không có sở hữu. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây, tự vào thiền và bốn tâm vô lượng vào định vô sắc. Cũng dạy người vào thiền vào tâm vô lượng vào định vô sắc, tán thán công đức vào thiền vào tâm vô lượng vào định vô sắc, hoan hỷ tán thán người hành thiền tâm vô lượng định vô sắc. Bồ Tát ấy trú ở các thiền định tâm vô lượng, bố thí cho chúng sinh mỗi mỗi được đầy đủ, dạy khiến thiền định trí tuệ. Do nhân duyên bố thí thiền định trí tuệ giải thoát chi kiến ấy, nên vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật mà vào Bồ Tát vị. Và Bồ Tát vị rồi nghiêm tịnh cõi Phật, nghiêm tịnh cõi Phật rồi thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh rồi được trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng rồi chuyển pháp luân rồi lấy pháp ba thừa độ thoát chúng sinh, cho đến các việc ấy đều không thể có được vì tự tính không có sở hữu. Lại nữa, Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại đây hành bát nhã ba la mật, bố thí cho chúng sinh mỗi mỗi đầy đủ, dạy khiến chỉ giới thiền tịnh giải thoát tri kiến. Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật, tự hành sáu ba la mật, cũng dạy người kiến hành sáu ba la mật, tán thán công đức sáu ba la mật, hoan hỷ tán thán người hành sáu ba la mật. Bồ Tát ấy do nhân duyên thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật ấy, và sức phương tiện nên vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật mà vào Bồ Tát vị, cho đến các việc ấy đều không thể có được vì tự tính không có sở hữu, ấy gọi là Bồ Tát mới phát tâm thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo. Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại đây, do tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, tiền các pháp không có tính sở hữu, tu sáu niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả và niệm Thiên. Thế nào là Bồ Tát tu niệm Phật? Bồ Tát niệm Phật không niệm qua sắc, không niệm qua thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì tự tánh sắc không có, tự tính thọ tưởng hành thức không có. Nếu pháp không có tự tính, thời là không có sở hữu. Vì sao? Vì không có nhớ, nghĩ gì, ấy là niệm Phật. Lại, Bồ Tát niệm Phật không niệm qua 32 tướng, cũng không niệm qua thân kim sắc, không niệm qua hào quang mổ trượng, không niệm qua 80 vẻ đẹp tùy hình. Vì sao? Vì thân Phật tự tính không có. Nếu pháp không có tự tính, thời là không có sở hữu. Vì sao? Vì không có nhớ nghĩ gì, ấy là niệm Phật. Lại, không nên do giới uẩn mà niệm Phật, không nên do định uẩn, trí tuệ uẩn, giải thoát trí kiến uẩn mà niệm Phật. Vì sao? Vì các uẩn ấy không có tự tính, nếu pháp không có tự tính, thời là chẳng phải pháp, không có niệm gì, ấy là niệm Phật. Lại, không nên do 10 trí lực niệm Phật, không nên do 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không chung niệm Phật, không nên do đại từ đại bi niệm Phật. Vì sao? Vì các pháp ấy không có tự tính, nếu pháp không có tự tính, thời là chẳng phải pháp, không có niệm gì, ấy là niệm Phật. Lại, không nên do 12 nhân duyên niệm Phật. Vì sao? Vì tự tính nhân duyên không có. Nếu pháp không có tự tính, thời là chẳng phải pháp, không có niệm gì, ấy là niệm Phật. Như vậy, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật nên niệm Phật, ấy là Bồ Tát từ khi mới phát tâm thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo. Bồ Tát ấy trú trong thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo, có thể đầy đủ bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo. Tu hành không tạm muội, vô tướng vô tác tạm muội cho đến trí nhất thiết chủng. Vì chứng các pháp không có sở hữu, Bồ Tát ấy biết tính các pháp không có sở hữu, trong ấy không có tính có, không có tính không. Này tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát nên tu niệm pháp? Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật không niệm pháp lành, không niệm pháp chẳng lành, không niệm pháp ký, không niệm pháp vô ký, không niệm pháp thế gian, không niệm pháp xuất thế gian, không niệm pháp tịnh, không niệm pháp bất tịnh, không niệm pháp thánh, không niệm pháp phàm phu, không niệm pháp hữu lậu, không niệm pháp vô lậu, không niệm pháp ràng buộc cõi dục, pháp ràng buộc cõi sắc, pháp ràng buộc cõi vô sắc, không niệm pháp hữu vi, pháp vô vi. Vì sao? Vì tự tính các pháp ấy không có. Nếu pháp không có tự tính, thời là chẳng phải pháp, không có niệm gì, ấy là niệm pháp. Ở trong niệm pháp học tính không có sở hữu, cho đến được trí nhất thiết chủng. Bồ Tát ấy khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, được pháp không có tính sở hữu. Đối với tính không có sở hữu ấy, chẳng phải có tướng, chẳng phải không có tướng. Như vậy, Bồ Tát nên tu niệm pháp, đối với pháp ấy cho đến không có mảy may niệm, huống gì niệm pháp. Này tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát nên tu niệm tăng? Bồ Tát niệm tăng là vì pháp vô vi, nên phân biệt có chúng đệ tử Phật.
Trong pháp ấy cho đến không có mảy may niệm, huống gì niệm tăng. Như vậy Bồ Tát nên niệm tăng. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát nên tu niệm giới? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại đây nên niệm thánh giới: giới không khuyết, giới không lục, giới không tỉ vết, giới không trưởng uế, giới không đắm trước, giới tự tại, giới được người trí khen, giới đầy đủ, giới đi theo định. Nên niệm giới ấy không có tính sở hữu cho đến không có mảy may niệm, huống gì niệm giới. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát nên tu niệm xả? Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại đây nên niệm xả, hoặc tự mình niệm xả, hoặc niệm người khác xả, hoặc xả tài, hoặc xả pháp, hoặc xả phiền não. Quán các xả ấy đều không thể có được, huống gì niệm xả. Như vậy Bồ Tát nên niệm xả. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát nên niệm thiên? Bồ Tát nghĩ rằng các vị trời ở cõi tứ thiên vương có tín, có giới, thí, văn, tuệ, nên chết ở cõi này được sinh lên cõi trời kia. Ta cũng có tín, giới, thí, văn, tuệ ấy, cho đến trời tha hóa tự tại, có tín, giới, văn, tuệ, nên chết ở cõi này, sinh lên cõi trời kia. Ta cũng có tín, giới, văn, tuệ ấy. Như vậy Bồ Tát nên niệm thiên. Các trời ấy không có tính sở hữu, còn không có mảy may niệm, huống gì niệm thiên. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu sáu niệm ấy, ấy gọi là thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không có tính sở hữu, nghĩa là niệm sắc cho đến thức, nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp đều không có tính sở hữu, nhãn giới cho đến ý thức giới đều không có tính sở hữu, thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, mười lực của Phật cho đến trí nhất thiết chủng đều không có tính sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không có tính sở hữu, thời là không có đạo, không có trí, không có quả. Phật bảo Tu Bồ Đề: Ông thấy tính sắc ấy thật có chăng? Cho đến trí nhất thiết chủng thật có chăng? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con không thấy. Phật bảo Tu Bồ Đề: Nếu ông thấy các pháp thật có, vì sao hỏi câu ấy? Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con đối với pháp ấy không dám có nghi, chỉ vì các tỷ kheo cầu Thanh Văn Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát Đạo đời sau, các người ấy sẽ nói như vậy: Nếu hết thảy pháp không có tính sở hữu, vậy ai nhơ, ai sạch, ai trói, ai mở, vì không biết không hiểu mà phá giới, phá chánh kiến, phá oai nghi, phá đời sống thanh tịnh, người ấy phá các việc ấy nên sẽ đọa vào ba đường ác. Bạch Đức Thế Tôn, con sợ đời sau có các việc như vậy cho nên hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, còn con đối với các pháp này rất tin, không nghi, không hối. Luận: Tu Bồ Đề, tin thọ lời Phật, hết thảy pháp tùy không mà có thể khởi lên bốn thiền, năm thần thông là những điều vị Đại Bồ Tát gần thành Phật có thể làm được. Này vì chưa biết hàng mới phát tâm làm sao hành cho nên hỏi Phật. Bồ Tát mới học làm sao đối với các pháp không có tính sở hữu mà thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo, dùng thứ lớp hành ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo nên Bồ Tát mới học tùy trải qua vô lượng kiếp phát tâm xong, vì chưa ngộ được thật tướng các pháp nên đều gọi là mới học. Hỏi: Nếu người như vậy là mới học, thời chỉ nên dạy họ tu bố thí chỉ giới, cớ gì Phật dạy họ khiến đối với pháp xuất giáo không, không có sở hữu tu hành? Đáp này nói rõ: Vì mới vào pháp xuất giáo không, không có sở hữu nên khiến tu hành theo pháp không có sở hữu, mà Bồ Tát ấy do xuất giáo không, không có sở hữu mà hòa hợp tu bố thí chỉ giới, thí như trẻ con uống thuốc cần có đường mật mới uống được. Thế nên tùy mới phát tâm cũng quá được nghĩa của tính không sâu xa, không có lỗi. Phật đáp với Tu Bồ Đề: Bồ Tát, nếu mới đầu theo Phật nghe, hoặc theo các vị Bồ Tát đã cúng dường nhiều Đức Phật được nghe, các Đức Phật là hoặc quá khứ hoặc hiện tại, còn các Bồ Tát đã cúng dường nhiều Đức Phật là Bồ Tát Biến Cát, Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế Chí, Văn Thủ Sư Lợi, Di Lặc, bốn hạng thánh nhân, thành văn nghĩa như trước đã nói. Các đức Phật thánh nhân đều nhân nơi không có sở hữu nên có phân biệt. Thánh nhân tuy có các công đức thiền định đều vì niết bàn, niết bàn tức là tướng tịch diệt, không có sở hữu, thế nên nói các thánh nhân đều nhân nơi niết bàn mà có giải khác. Hết thầy pháp hữu vì tạo tác, vì do nhân duyên hòa hợp sinh, không có thật tính nhất định cho đến không có sở hữu như mảy lông. Hữu vì có hai, một là sắc, hai là vô sắc. Sắc pháp phá hoại phân tán cho đến vi trần không có thật tính nhất định, vô sắc pháp cho đến không có thật tính nhất định trong một khoảnh khắc, và tướng sắc vô sắc như trước đã nói. Bồ Tát theo Phật nghe pháp ấy, những người khác phần nhiều đem tâm chấp trước thuyết pháp, các bậc thánh đem tâm không chấp trước thuyết pháp, thế nên nói chỉ theo thánh nhân nghe.
Bây giờ Bồ Tát thứ lớp học nghe pháp ấy, lấy trí so sánh chủ lược, quyết định biết các pháp xuất giáo chắc chắn không, đều nhập vào thật tướng sở đắc của Phật, nghĩa là vào tướng tịch diệt không hí luận. Tôi nếu được làm Phật hoặc không được làm vì đẳng không sai khác. Vì sao? Vì thật tướng các pháp không thêm không bớt, lại không có pháp mới có thể được. Pháp cũng không mất, nếu độ chúng sinh rốt ráo không, gốc ngọn không thể có được. Công đức tôi nghe, tôi làm, đến khi thành Phật có lực thần thông, đều như mộc như huyễn, không có thật tướng nhất định, rốt ráo không, được và không được tuy đồng, cớ sao tôi không phát tâm làm Phật? Hỏi, nếu biết các pháp rốt ráo không, không có sở hữu, cớ sao lại nói, vì sao tôi không phát tâm làm Phật? Đáp, rốt ráo không, không có sở hữu, không chướng ngại gì, đâu ngăn ngại phát tâm. Lại nữa, nếu nói phát tâm dứt các hí luận, thời làm sao chướng ngại phát tâm? Nếu chướng ngại tức là có tự tính, cớ sao nói không có tính sở hữu? Hỏi, nếu không chướng ngại phát tâm, cũng nên chẳng chướng ngại không phát tâm. Bồ Tát sao không an trú mà phát tâm chịu các việc siêng khổ? Đáp, có người nói Bồ Tát ấy có các nhân duyên để phát tâm, hoặc vì thấy nhiều thân thuộc tri thức không nghe không biết, không được thật tướng các pháp, thế nên đời nay đời sau chịu các khổ não. Ta may mắn có lực có thể khiến các người ấy được lìa khổ, thí như người gặp được thuốc hay, bà con tri thức chịu bệnh khổ làm sao không đem cho. Thế nên Bồ Tát tuy biết pháp tính không có sở hữu, nhưng vì bà con cho nên phát tâm làm lợi ích chúng sinh. Bồ Tát lại nghĩ rằng, ta tùy nghe thật tướng các pháp mà tâm chưa thâm nhập, chưa có thiền định, trí tuệ chưa thuần thục, chịu các khổ não, thế nên phát tâm có vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhóm các công đức, vì không có pháp sở hữu thủ chứng, tự vì mình cũng vì người khác. Bồ Tát ấy lại nghe nghĩa đại thừa sâu xa, chú trong nghĩa chúng sinh bình đẳng, pháp bình đẳng, không có tâm sai khác có thể được làm Phật. Tuy đối với người bình đẳng và người oán hận đều không có tâm sai khác. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng tâm rốt ráo không làm cho phiền não yếu mỏng. Người oán kẻ thân bình đẳng nghĩ rằng oán thân không có nhất định, vì nhân duyên nên thân hoặc thành oán, oán hoặc thành thân. Do nhân duyên lớn ấy đầy đủ nhẫn ba la mật nên được làm Phật. Do gì mà được? Do nhẫn nhịn oán ghét. Vì Bồ Tát ấy xem kẻ oán như người thân, thí như muốn đi qua đường hiểm nên phải kính trọng người dẫn đường, là như thầy thuốc hay tuy nghèo hèn mà vì quý hiếm nên trọng vọng. Như vậy suy nghĩ chủ lượng phân biệt người bình thường, người oán hận, tuy vừa đối với ta vô dụng như vì nhân duyên Phật đạo, thế nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là một cách thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo. Vì thế nên lấy sở hành của Bồ Tát quá khứ làm chứng. Hỏi, thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo có gì sai khác? Đáp, có người hỏi, không có sai khác, hoặc hành, hoặc học, hoặc đạo nghĩa một mà từ ngữ khác nhau. Có người nói mới đầu là hành, chính giữa là học, cuối cùng là đạo. Hành là bố thí, học là trì giới, đạo là trí tuệ. Lại, hành là trì giới, học là thiền định, đạo là trí tuệ. Lại, hành là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, học là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đạo là chánh kiến, chánh tư duy. Tám việc ấy tuy gọi là đạo nhưng phân biệt có ba phần. Chánh kiến là thể đạo, phát khởi đạo ấy là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giúp ích cho chánh kiến nên gọi là hành. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định có thể thành tựu chánh kiến, làm cho kiên cố ấy gọi là học. Lại có người nói, thí ba la mật, tấn ba la mật gọi là hành, vì mới vào đạo, giới ba la mật, thiền ba la mật gọi là học. Tâm người thường theo năm dục khó cấm chế, không giây phút nào dừng nghỉ, dần dần dùng giới ba la mật, thiền ba la mật chế phục tâm ấy nên gọi là học. Nhẫn ba la mật, bát nhã ba la mật gọi là đạo. Vì sao? Vì nhẫn là lành, bát nhã là trí tuệ. Lành và trí tuệ đầy đủ gọi là đạo. Thí như người có mắt có chân tùy ý đi lại, như vậy có ba việc sai khác. Hỏi, sao gọi là thứ lớp? Đáp, vì ý tu Bồ Đề nếu hết thảy pháp không có sở hữu, thời Bồ Tát mới phát tâm đối với pháp ấy. Đối với pháp không ấy làm sao có thể lần nữa thứ lớp học? Vì thế nên nói thứ lớp. Các pháp tuy không khó hiểu, song vì thứ lớp được sức hạnh nên có thể được thành tựu. Thí như leo thang, từ bậc một lần lên chỗ cao tuy khó mà cũng có thể đến được. Thứ lớp hành là bốn cách hành sáu ba la mật. Như trong kinh này nói, tự mình hành bố thí, dạy người hành bố thí, tán thán công đức hành bố thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí, khéo nhổ gốc gian tham, ưa thích thí ba la mật, từ bi đối với chúng sinh, thông suốt thật tướng các pháp. Do nhân duyên ấy nên có thể hành bốn cách bố thí. Hoặc
hoặc có người tự mình hành bố thí, chẳng thể dạy người khác bố thí, hoặc sợ người khác giận, hoặc sợ vì mình dạy bố thí cho là có ân. Vì các nhân duyên như vậy nên không thể dạy người bố thí, hoặc có người dạy người bố thí mà tự mình không thể bố thí, hoặc có người tán thán công đức bố thí, khuyên người khác bố thí mà tự mình không thể bố thí. Hoặc có người tự mình bố thí, cũng dạy người bố thí, tán thán công đức bố thí, nhưng thấy người khác bố thí thì không thể hoan hỷ. Vì sao? Vì hoặc thấy người phá giới, người ác hành bố thí mà không ưa thấy, có người ưa thấy thí chủ mà không tán thán, vì tà kiến ấy nên không biết được quả bố thí. Như vậy mỗi mỗi không thể đầy đủ. Bồ Tát vì tâm đại bi, rất ưa pháp lành nên có thể hành bốn việc như vừa nói. Bồ Tát nếu chỉ tự mình bố thí, không dạy người bố thí, thời người được thí chủ có thể được chút lợi ích đời nay. Chúng sinh ấy tùy nghiệp nhân duyên đọa vào chỗ nghèo cùng. Thế nên Bồ Tát dạy chúng sinh rằng, ta không tiếc tài vật, tùy ta thí cho ngươi nhiều, ngươi cũng không được đem theo đến đời sau. Người này hãy tự thực hành đời sau mới tự mình được lợi ích. Đem công đức thật của bố thí mỗi mỗi dạy chúng sinh thực hành bố thí. Thấy người hành bố thí, tùy họ là kẻ phá giới người ác nhưng chỉ nghĩ đến công đức do tâm tốt bố thí của họ mà không nghĩ đến cái ác của họ, thế nên hoan hỷ tán thán. Lại nữa, thấy tam bảo có dụng phước vô tận, bố thí vào trong đó, nên phước đức không cùng tận, cho đến khi thành Phật đạo, xem thấy công đức vô tận trong đời vị lai kia, cho nên hoan hỷ. Thực hành bốn cách bố thí ấy, thời đời đời được giàu có tài sản. Bồ Tát ấy tuy không vì giàu có tài vật mà bố thí, chưa đầy đủ vô thượng chánh đẳng chánh giác và sáu ba la mật, nhưng ở khoảng trung gian ấy, giàu có tài sản tự đến. Thí như người vì lúa nên gieo lúa rơm rạ tự đến. Bồ Tát khi được quả báo có tài vật để tâm san tham theo ý chúng sinh mà bố thí, cần ăn cho ăn. Hỏi: Bồ Tát khi bố thí trước tiên thí cho người nào? Đáp: Bồ Tát tuy vì chúng sinh khỏi tâm đại bi, song Bồ Tát bố thí trước tiên cúng dường Phật, Bồ Tát A La Hán và các thánh nhân. Nếu không có thánh nhân thì thứ lớp bố thí cho người trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ly dục. Nếu không có các người này, thời thí cho các đệ tử xuất gia của Phật. Nếu không có người này, thời bố thí cho người thọ trì ngũ giới, tu mười thiện đạo và thọ trì tam quy giới một ngày. Nếu không có người này, thời thí cho hạng người bình thường, chẳng phải chánh, chẳng phải tà. Nếu không có người này thì bố thí cho người ác tạo tội ngũ nghịch và súc sinh, không thể không cho. Bồ Tát lấy việc bố thí nhiếp thủ hết thảy chúng sinh. Có người nói, nên trước tiên bố thí cho người tạo tội ngũ nghịch dứt thiện căn, người nghèo cùng già bệnh hạ tiện hành khất cho đến súc sinh. Thí như người mẹ hiền có nhiều con, trước tiên nghĩ đến đứa ốm yếu bệnh hoạn, cấp cho sự cần dùng. Lại như Bồ Tát vì thấy cọp đói muốn ăn con mình nên đem thân bố thí. Hỏi: Vì sao nên trước hết bố thí cho các hạng như vậy? Đáp: Vì hết thảy chúng sinh đều là dụng phước của Bồ Tát vì sâm sinh tâm đại bi. Bồ Tát thường muốn đem vô thượng chánh đẳng chánh giác thí cho chúng sinh, huống gì cơm áo mà còn có phân biệt. Lại, Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn bình đẳng không sai khác. Người chưa được vô sinh nhẫn hoặc tâm từ bi nhiều, hoặc tâm phân biệt nhiều, hai tâm ấy không thể đồng hành. Người có tâm từ bi nhiều trước tiên bố thí cho người nghèo cùng hung ác, nghĩ rằng gieo vào ruộng phước được quả báo tuy lớn, song vì lòng thương xót chúng sinh nên trước tiên làm lợi ích cho người nghèo cùng. Như vậy thửa ruộng tuy không tốt, nhưng do lòng từ bi nên được quả báo lớn. Người có tâm phân biệt nhiều nghĩ rằng chư Phật có vô lượng công đức nên trước tiên cúng dường Phật, vì phân biệt các pháp, chấp trước thần Phật nên tâm nhỏ, tâm tùy nhỏ mà ruộng phước lớn nên công đức cũng lớn. Nếu hiểu được thật tướng các pháp và trong bát nhã ba la mật và sức phương tiện không được tự tại, cả hai việc cùng làm thương xót chúng sinh và xem chúng sinh như Phật. Như vậy Bồ Tát tùy theo nhân duyên mà hành bố thí. Hỏi: Có gì kinh không nói cho cơm cho áo mà nói cần ăn cho ăn? Đáp: Có người cần ăn lại cho uống, cần uống lại cho áo, vì không vừa ý người lãnh thọ nên phước đức ít, vì thế nói cần ăn cho ăn. Hoặc có người hoặc hổ thẹn, hoặc sợ, tuy có cần dùng mà không thể nói ra, làm sao biết họ cần gì? Đáp: Bồ Tát xem tướng mạo họ, theo lúc cần dùng và theo chỗ nghi, hoặc có tâm biết tâm người khác cần gì, theo ý họ đem cho, nhân bố thí ấy được thành tựu giới uẩn. Lại nghĩ rằng ta thương xót chúng sinh, đem áo và thức ăn bố thí là ít rất ít, chẳng bằng trì giới. Thường đem sự không não hại, không sợ hãi thí cho chúng sinh. Bồ Tát chú trong việc trì giới ấy, vì thủ hộ giới nên sinh định uẩn, vì tâm thanh tịnh không tán loạn nên sinh tuệ uẩn, không hí luận.
Bỏ tầm chấp trước tướng tuệ ấy, do tuệ ấy phá sự trói buộc của các phiền não, được giải thoát uẩn, thấy biết rõ ràng, đã chứng giải thoát nên gọi là giải thoát tri kiến uẩn. Người ấy do nhân duyên trước tiên hành bố thí và thành tựu năng uẩn nên vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật mà vào địa vị Bồ Tát. Hỏi, Bồ Tát nên hành 6 ba la mật vào Bồ Tát vị, cớ sao trong đây nói năm uẩn? Đáp, pháp tuy một mà vì danh từ khác nhau nên nói năm uẩn không lỗi. Người ấy từ một ba la mật muốn phát khởi các ba la mật khác, lấy bố thí làm chủ như đã nói. Giới uẩn là thí ba la mật, định uẩn giải thoát uẩn là bát nhã ba la mật. Khi hành các ba la mật có thể nhẫn các việc khác gọi là nhẫn ba la mật. Có thể phát khởi các ba la mật không ngừng nghỉ, ấy gọi là tấn ba la mật. Hỏi, nếu như vậy cớ sao không chỉ nói tên các ba la mật mà nói năm uẩn? Đáp, người ấy muốn vào Bồ Tát vị không chỉ do trì giới thiền định được hòa hợp chúng giới, thanh tịnh giới, vô tận giới, nói tóm lại là thu nhiếp hết thảy giới gọi là giới uẩn, có thể phá phiền não vượt quá nhị thừa vào Bồ Tát vị. Thế như một người hai người không gọi là đội quân, hòa hợp nhiều người mới thành đội quân, có thể phá oán địch. Các uẩn cũng như vậy, Bồ Tát tự được định uẩn cũng khiến chúng sinh được, ấy gọi là Bồ Tát giáo hóa chúng sinh. Giáo hóa chúng sinh rồi đem công đức của mình và của chúng sinh đều hồi hướng làm nghiêm tịnh cõi Phật, đủ hai pháp ấy tức là được trí nhất thiết chủng, chuyển pháp luân đem pháp ba thừa độ chúng sinh, ấy gọi là Bồ Tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo, trước thô sau tế, trước dễ sau khó, dần dần tập học gọi là thứ lớp. Năm ba la mật kia cũng nên theo nghĩa phân biệt, các pháp tính tuy không có sở hữu mà tùy theo thế tục đế thi hành vì phá điên đảo vậy. Lại nữa, sáu niệm là niệm Phật, ấy là ban đầu thứ lớp hành, do dễ hành dễ được. Hỏi, trong sáu niệm cũng nói không do sắc niệm Phật, cớ sao nói rằng dễ? Đáp, có pháp cùng hành nên gọi là dễ. Ví như uống thuốc đắng, nhờ có mật thời uống dễ. Nghĩa sáu niệm như trong phẩm đầu đã nói rộng, sáu ba la mật, sáu niệm nhu nhuyến dễ hành không sinh tà kiến. Bồ Tát thứ lớp học còn ba môn giải thoát phải suy nghĩ chủ lượng. Suy nghĩ chủ lượng hoặc có khi sinh tà kiến nên không nói. Trong đây Tu Bồ Đề nạn hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật không có sở hữu, làm sao có thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp đạo? Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề, ông dùng trí tuệ thanh văn thấy sắc có thật pháp nhất định chăng? Đáp, con không thấy sắc, chỉ từ nhân duyên hòa hợp giả có tên sắc, không có thật tướng nhất định, làm sao nói có? Phật nói với Tu Bồ Đề, nếu ông không thấy thật có nhất định, cớ sao đem thứ lớp nạn hỏi về không? Mà thứ lớp không lìa nơi không, bấy giờ Tu Bồ Đề mới hiểu rõ ràng, nên nói, còn không nghi gì chỉ vì người cầu ba thừa trong tương lai nghe Phật nói không, không có tính sở hữu, do tội nặng trí độ nên chấp thủ tướng, không bèn nghi ai nhơ ai sạch. Kẻ ác phàm phu cớ sao gọi là nhơ, người xuất gia đắc đạo gọi là sạch. Người ấy không hiểu nghĩa sâu của Phật nói, vì việc gì mà nói, chấp chưa cái không ấy, nên nói cần gì, trì giới làm chi. Do nhân duyên ấy liền sinh tà kiến phá chánh kiến, vì phá chánh kiến nên vì chút nhân duyên mà phá giới phá oai nghi không chút kiêng sợ. Người xuất gia sống nhờ hàng bạch y, bèn vọng ngữ cầu lợi dưỡng cơm áo phá chánh mạng, gieo các tội ấy nên đọa vào ba đường ác nặng hơn kẻ bạch y. Thấy có sự lỗi ấy nên hỏi Phật, con đã đắc đạo đối với các pháp không lãnh thọ gì, lại thường nghe Phật nói về pháp không, làm sao con hí luận sinh nghi, lại còn thường tu vô chánh tam muội vì thương xót chúng sinh cho nên hỏi Phật. Giải thích, phẩm một niệm đủ muôn hạnh thứ 76, kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm nhất niệm, kinh Đại Bát Nhã hội 2 ghi phẩm vô tướng thứ 74. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu tính của hết thảy pháp không có sở hữu, vậy Bồ Tát thấy lợi ích gì mà vì chúng sinh cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp tính không có sở hữu nên Bồ Tát vì chúng sinh mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì có thủ đắc có chấp trước, thời khó có thể giải thoát. Những người thủ đắc tướng là không có đạo, không có quả, không có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, người không có thủ đắc tướng, có đạo, có quả, có vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Phật dạy, không có sở đắc tức là đạo, tức là quả, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác vì pháp tính không hư hoại. Nếu pháp không có sở đắc mà muốn đắc đạo, muốn đắc quả, muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác là muốn phá hoại phá tính. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp không có sở đắc tức là đạo, tức là quả, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác,
Cớ sao lại có Bồ Tát từ sơ địa cho đến địa thứ 10? Cớ sao có vô sinh pháp nhẫn? Cớ sao có quả báo được thần thông? Cớ sao có quả báo được bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ? Ở trong quả báo ấy có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật và cúng dường chư Phật, y phục, uống ăn, hương hoa, anh lạc, phòng xá, đồ nằm, đèn đuốc, các thứ cần dùng nơi sống cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà phước đức ấy không dứt cho đến xá lợi sau khi vào niết bàn và các đệ tử được cúng dường, như vậy bèn diệt tận hết. Phật bảo Tu Bồ Đề, vì các pháp không có tướng sở đắc nên Bồ Tát được từ sơ địa cho đến địa thứ 10 có quả báo được năm thần thông, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật. Cũng vì nhân duyên thiện căn nên có thể làm lợi ích chúng sinh cho đến xá lợi sau khi vào niết bàn và các đệ tử Phật được cúng dường. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không có tướng sở đắc, vậy các việc bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và các thần thông có gì sai khác? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã không thủ đắc tướng bố thí, người bố thí và người thọ thí đều không thể có được mà hành bố thí, không thể có được giới mà chỉ giới, không thể có được nhẫn mà hành nhẫn, không thể có được tinh tấn mà hành tinh tấn, không thể có được thiền mà hành thiền, không thể có được trí tuệ mà hành trí tuệ, không thể có được thần thông mà hành thần thông, không thể có được bốn niệm xứ mà hành bốn niệm xứ, cho đến không thể có được tám phần thánh đạo mà hành tám phần thánh đạo, không thể có được không vô tướng vô tác tạm muội, không thể có được chúng sinh mà thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, không thể có được quốc độ Phật mà nghiêm tịnh quốc độ Phật, không thể có được các Phật pháp mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên hành Bát Nhã không có sở đắc như vậy. Bồ Tát khi hành Bát Nhã không có sở đắc như vậy, ma hoặc ma trời không thể phá hoại. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát khi hành Bát Nhã trong một niệm đầy đủ hành sáu ba la mật, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo, ba môn giải thoát, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, 18 pháp không chung, đại từ đại bi, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát có bố thí gì đều không xa lìa Bát Nhã, có tu chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đều không xa lìa Bát Nhã, tu bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình đều không xa lìa Bát Nhã. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát không xa lìa Bát Nhã, nên trong một niệm đầy đủ hành sáu ba la mật cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình. Phật dạy: Bồ Tát khi hành Bát Nhã có bố thí gì không xa lìa Bát Nhã, không có hai tướng, khi chỉ giới cũng không có hai tướng, tu nhẫn nhục tinh tấn vào thiền định cũng không có hai tướng, cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình cũng không có hai tướng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát khi bố thí không có hai tướng, cho đến tu 80 vẻ đẹp tùy hình cũng không có hai tướng? Phật dạy: Bồ Tát khi hành Bát Nhã muốn đầy đủ thí ba la mật, trong thí ba la mật thu nhiếp các ba la mật khác và bốn niệm xứ cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát khi bố thí thu nhiếp các pháp vô lậu? Phật dạy: Nếu Bồ Tát hành Bát Nhã ba la mật trú ở tâm vô lậu mà bố thí, ở trong tâm vô lậu không thấy tướng ai thí, ai nhận thí, thí vật gì, vì tâm vô tướng vô lậu dứt ái dứt san tham ấy là bố thí. Khi ấy không thấy bố thí cho đến không thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy do tâm vô tướng tâm vô lậu mà trì giới, không thấy giới ấy cho đến không thấy hết thảy Phật pháp. Do tâm vô tướng tâm vô lậu mà tinh tấn, không thấy tinh tấn ấy cho đến không thấy hết thảy Phật pháp. Do tâm vô tướng tâm vô lậu mà vào thiền định, không thấy thiền định ấy cho đến không thấy hết thảy Phật pháp. Do tâm vô tướng tâm vô lậu mà tu tập trí tuệ, không thấy trí tuệ ấy cho đến không thấy hết thảy Phật pháp. Do tâm vô tướng tâm vô lậu mà tu bốn niệm xứ, không thấy bốn niệm xứ ấy cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp vô tướng vô tác, làm sao đầy đủ thí ba la mật cho đến Bát Nhã ba la mật? Làm sao đầy đủ bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo? Làm sao đầy đủ không vô tướng vô tác tam muội, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 18 pháp không chung, đại từ đại bi? Làm sao đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã ba la mật do tâm vô tướng tâm vô lậu mà bố thí, cần ăn cho ăn cho đến các thứ cần dùng, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc cắt xẻ thân mình, hoặc quốc thành thê tử bố thí cho chúng sinh. Nếu có người đến nói với Bồ Tát rằng cần gì phải bố thí, không có ích gì,
Vị Bồ Tát thực hành bát nhã nghĩ rằng, người ấy đi đến trách mắng ta bố thí, ta chọn không hối hận, ta sẽ siêng hành bố thí, không nên không cho, bố thí rồi chia sẻ cho chúng sinh cùng hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không thấy tướng, cũng không thấy tướng ai thí, ai nhận, thí vật gì, ai hồi hướng, thế nào là hồi hướng đến chỗ nào, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tướng ấy đều không thể thấy. Vì sao? Vì hết thảy pháp do nội không nên không, ngoại không nên không, nội ngoại không nên không, không không, hữu vi không, vô vi không, vô thị không, tán không, chứng không, hết thảy pháp không, tự tướng không nên không. Quán như vậy và nghĩ rằng, ai hồi hướng về chỗ nào, dùng pháp gì hồi hướng, ấy gọi là chính hồi hướng. Bây giờ Bồ Tát có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, đầy đủ thí ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật, cho đến 37 phẩm trợ đạo, không vô tướng vô tác tam muội cho đến 18 pháp không chung. Bồ Tát đầy đủ thí ba la mật như vậy mà không lãnh thọ quả báo thế gian, thí như trời tha hóa tự tại, tùy ý cần dùng mà mọi sự liền được. Bồ Tát cũng như vậy, theo tâm nguyện tùy ý liền được. Bồ Tát ấy đem quả báo bố thí ấy cúng dường chư Phật và làm đầy đủ cho chúng sinh trời người và Atula. Bồ Tát ấy do thí ba la mật nhiếp thủ chúng sinh, dùng sức phương tiện lấy pháp ba thừa độ thoát chúng sinh. Như vậy, Bồ Tát đối với pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, đầy đủ thí ba la mật. Này Thúc Bồ Đề, Bồ Tát làm sao đối với pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, đầy đủ giới ba la mật? Này Thúc Bồ Đề, Bồ Tát khi hành giới ba la mật chỉ các giới, đó là thánh giới vô lậu trong tám phần thánh đạo, giới tự nhiên, giới do quả báo được, giới do lãnh thọ được, giới do tâm sinh. Các giới như vậy không khuyết, không phá, không nhiễm trược, không trước, giới tự tại, giới được người trí khen ngợi. Dùng giới ấy không có gì đầy thủ, hoặc sắc thọ tưởng hành thức, hoặc 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, hoặc dòng lớn sát lợn, hoặc dòng lớn bà la môn, đại gia cư sĩ, trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời quang âm, trời biến tịnh, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời diệu kiến, trời hỷ kiến, trời a ca nị sắc, trời không xứ, trời thức xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, hoặc quả tu đà hoàn, hoặc quả tu đà hàm, hoặc quả a na hàm, hoặc quả a la hán, hoặc đạo bích chi phật, hoặc chuyển luân thánh vương, hoặc thiên vương, mà cốt vị chung với chúng sinh hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do vô tướng vô đắc không có hai hồi hướng, chỉ vì theo pháp thế tục mà nói chứ chẳng phải đệ nhất nghĩa. Bồ Tát ấy đầy đủ giới ba la mật, cho sức phương tiện phát khởi bốn thiền, không mê đắm bốn thiền nên được năm thần thông. Nhân bốn thiền được thiền nhãn, Bồ Tát có trong hai thứ thiền nhãn là tu đắc và báo đắc. Được thiền nhãn rồi thấy chư Phật hiện tại ở phương đông, cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà đúng như việc được thấy không mất. Thấy chư Phật hiện tại ở phương nam, tây bắc, bốn góc trên dưới, cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vẫn như điều đã thấy không mất. Bồ Tát ấy dùng thiền nhĩ thanh tịnh hơn tai người, nghe chư Phật mười phương thuyết pháp như điều đã được nghe không mất, có thể tự mình lợi ích cũng lợi ích người khác. Bồ Tát ấy do trí biết tâm người khác và biết tâm mười phương chư Phật và biết tâm hết thảy chúng sinh, cũng có thể làm lợi ích hết thảy chúng sinh. Bồ Tát ấy dùng trí tục mạng biết các nghiệp duyên đời trước, các nghiệp duyên ấy không mất nên chúng sinh ấy chỗ nào, nơi nào đều biết rõ. Bồ Tát ấy dùng trí lậu tận làm cho chúng sinh được quả tu đà hoàn cho đến quả A-la-hán. Đạo bích chi Phật, bất cứ ở nơi nào đều có thể khiến chúng sinh vào trong thiện pháp. Như vậy, Bồ Tát đối với các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác đầy đủ giới ba la mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao các pháp vô tướng, vô tác, vô đắc mà Bồ Tát có thể đầy đủ nhẫn ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại đây cho đến khi ngồi đạo tràng ở khoảng trung gian ấy, nếu có chúng sinh đi đến dùng ngói đá dao gậy ra hại Bồ Tát, khi ấy Bồ Tát không khởi tâm giận cho đến không sinh một niệm. Bây giờ Bồ Tát tu hai thứ nhẫn, một là nếu chúng sinh ác khẩu mắng nhiếc hoặc dùng dao gậy ngói đá ra hại không khởi tâm giận, hai là hết thảy pháp không sinh, Bồ Tát nhẫn được pháp ấy. Nếu có người đến ác khẩu mắng nhiếc hoặc dùng ngói đá dao gậy ra hại, Bồ Tát suy nghĩ như vậy: mắng ta là ai, che trách ta là ai, đánh đập ta là ai, ai là người chịu? Khi ấy Bồ Tát nên suy nghĩ thực tính của các pháp là rốt ráo không, không có pháp, không có chúng sinh, pháp còn không thể có được, huống gì chúng sinh. Khi quán các pháp tướng như vậy, không thấy người mắng, không thấy người cắt xẻ, khi Bồ Tát quán các pháp tướng như vậy để được vô sinh pháp nhẫn. Thế nào gọi là vô sinh pháp nhẫn? Biết các pháp tướng thường không sinh, các phiền não từ xưa lại đây
cũng thường không sinh. Bồ Tát trú nơi hải nhận ấy có thể đầy đủ bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, bằng một giải thoát, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, 18 pháp không chung, đại tử đại bi. Bồ Tát trú trong thánh pháp xuất thế gian vô lậu ấy không chung với thành vạn bích chi Phật, đầy đủ thần thông của bậc thánh. Có thần thông của bậc thánh rồi, dùng thiền nhãn thấy chư Phật ở phương đông, người ấy được niệm Phật tam muội cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không dứt mất. Thấy chư Phật ở phương nam tây bắc bốn góc trên dưới cũng như vậy. Bồ Tát dùng thiền nhĩ nghe chư Phật mười phương thuyết pháp đúng như điều được nghe vì chúng sinh mà nói lại. Bồ Tát ấy cũng biết tâm chư Phật mười phương và biết tâm niệm của hết thảy chúng sinh, biết rồi theo tâm họ và thuyết pháp. Bồ Tát ấy dùng trí túc mạng biết thiện căn đời trước của chúng sinh vì chúng sinh mà thuyết pháp khiến họ được hoan hỷ. Bồ Tát ấy do lậu tận thông giáo hóa chúng sinh khiến được ba thừa. Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật do sức phương tiện thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, đầy đủ trí nhất thiết chủng được vô thượng chánh đẳng chánh giác truyền pháp luân. Như vậy Bồ Tát đối với pháp vô tướng vô đắc vô tác đầy đủ nhẫn ba la mật. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát đối với các pháp vô tướng vô tác vô đắc mà có thể đầy đủ tấn ba la mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành bát nhã thành tựu thần tinh tấn, tâm tinh tấn, vào sơ thiền cho đến thiền thứ tư được các sức thần thông, có thể phân một thân làm nhiều thân, cho đến có thể lấy tay sờ mặt trăng mặt trời, thành tựu thần tinh tấn ấy nên bay đến phương đông quá vô lượng trong ngàn vạn ước thế giới Phật, cúng dường chư Phật đồ, uống ăn, y phục, thuốc men, đồ nằm, hương hoa anh lạc, các thứ cần dùng, cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà quả báo phước đức chọn không tiêu hết. Bồ Tát ấy khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hết thảy thế gian, trời người siêng năng thiết bày cúng dường y phục uống ăn cho đến khi lưu lại xá lợi. Sau khi vào niết bàn và đệ tử được cúng dường, cũng do sức thần thông ấy nên đi đến chỗ Phật nghe lãnh thọ giáo pháp cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác chọn không trái mất. Bồ Tát ấy khi tu trí nhất thiết chủng nghiêm tịnh cõi Phật thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. Như vậy Bồ Tát tu bát nhã ba la mật thành tựu thần tinh tấn có thể làm đầy đủ tấn ba la mật. Này Tu Bồ Đề, làm sao thành tựu tâm tinh tấn mà có thể đầy đủ nhẫn ba la mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tâm tinh tấn do tâm ấy tinh tấn tu thánh pháp vô lậu, vào chánh tinh tấn trong tám phần thánh đạo, không để thân khẩu nghiệp bất thiện được xen vào, cũng không chấp thủ các pháp tướng hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc cõi dục hoặc cõi sắc, hoặc cõi vô sắc, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc sơ thiền cho đến đệ tứ thiền, hoặc từ bi hỷ xả, hoặc vô biên hư không xứ cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, hoặc bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo, hoặc không vô tướng vô tác, hoặc mười lực của Phật cho đến 18 pháp không chung, đều không chấp thủ tướng, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc khổ hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, đạo bích chi Phật, đạo bồ tát, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, hoặc bích chi Phật, bồ tát, Phật đều không chấp thủ tướng. Chúng sinh ấy dứt ba kiết sử phần dưới nên được tu đà hoàn, chúng sinh ấy ba độc mỏng nên được tư đà hàm, chúng sinh ấy dứt chọn năm phần kiết sử phần dưới nên được a na hàm, chúng sinh ấy dứt chọn năm phần kiết sử phần trên nên được a la hán, chúng sinh ấy do đạo bích chi Phật nên làm bích chi Phật, chúng sinh ấy hành đạo chủng trí nên gọi là bồ tát, cũng không chấp thủ các tướng ấy. Vì sao? Vì không thể do tính chấp thủ tướng, vì tính ấy không có. Bồ Tát do tâm tinh tấn ấy nên làm lợi ích rộng lớn cho chúng sinh, cũng không thủ đắc tướng chúng sinh. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ tấn ba la mật, đầy đủ các Phật pháp nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh vì không thể có được. Bồ Tát ấy thần tinh tấn, tâm tinh tấn, thành tựu nên nhiếp thủ hết thảy thiện pháp. Pháp ấy cũng không chấp trước, nên từ một cõi Phật đi đến một cõi Phật, vì lợi ích chúng sinh là có thần thông tùy ý không ngại, hoặc mưa hoa, mưa danh hương, hoặc làm kỹ nhạc, hoặc làm chấn động đại địa, hoặc phóng hào quang, hoặc chỉ bày quốc độ bảy báu trang nghiêm, hoặc hiện các thân, hoặc phóng ánh sáng đại trí, khiến biết thánh đạo, kiến ra lìa sát sinh cho đến tả kiến, hoặc lấy việc bố thí lợi ích chúng sinh, hoặc vì trì giới, hoặc cắt xẻ thân thể, hoặc đem vợ con, hoặc đem thân mình cấp thí, tùy theo phương tiện có được làm lợi ích chúng sinh. Như vậy, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đối với các pháp vô tướng vô tác vô đắc, dùng thân tâm tinh tấn có thể đầy đủ tấn ba la mật. Phật dạy Bồ Tát trừ thiện định của chư Phật, tất cả thiện định tam muội khác đều có thể đầy đủ. Bồ Tát ấy lìa các dục, các pháp ác bất thiện,
Liệu dục sinh hỷ lạc có giác có quán vào sơ thiền, cho đến vào đệ tứ thiền, lấy tầm từ bì hì xà trải khắp một phương cho đến mười phương hết thảy thế gian.